Ok, chào mừng anh chị đã quay trở lại với video cùng em An. Thì trong video ngày hôm nay thì em An sẽ cùng chia sẻ với anh chị những cái góc nhìn về thị trường, về cổ phiếu cũng như các cái nhóm ngành. Đó, thì buổi tối ngày hôm nay thì em có một chút việc bận cho nên là em không thể livestream được, không thể livestream hỗ trợ trực tiếp anh chị được, cho nên là em sẽ làm một cái video để chia sẻ về những cái góc nhìn về thị trường anh chị nhé. Cũng như là chúng ta sẽ chia sẻ về cái dòng tiền ở trong phiên ngày hôm nay. Khi mà anh chị thấy dòng tiền ngày hôm nay nó đang tập trung vào nhóm ngân hàng khá là nhiều, đúng không? Thì liệu rằng là cái dòng tiền nó có rút ra khỏi các cái nhóm ngành mid cap, ví dụ như là bất động sản, ví dụ như chứng khoán, như là thép, khi mà những cái nhóm ngành này nó đã tăng khá là mạnh ở trong các phiên vừa rồi, đúng không? Đó. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ chia sẻ ba cái cổ phiếu khỏe hơn thị trường trong giai đoạn hiện tại anh chị nhé. Để khi mà thị trường nó có những cái tín hiệu quay trở lại thì em nghĩ rằng đây sẽ là ba cái cổ phiếu mà nó sẽ tăng rất là mạnh đó anh chị nhá. Ok, thì trước khi mà đi vào nội dung của chương trình, anh chị mình đang xem video, mọi người có thể ủng hộ cho em An một lượt like, một subscribe kênh cũng như là một quả tim ở dưới phần bình luận anh chị nhá. Đó, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Rồi, chúng ta sẽ đi vào phần đầu tiên, tổng quan của phiên giao dịch ngày hôm nay. Thì phiên ngày hôm nay chị thấy là kết phiên VN-Index chúng ta vẫn đang tăng 9,66 điểm, đóng cửa mức là 1.109,73 điểm, chúng ta có 365 mã tăng và 171 mã giảm. VN30 thì cũng tăng 12,56 điểm, đóng cửa mức là 1.119,28 điểm, chúng ta có tới 25 mã tăng và 5 mã giảm. Đó, HN Index và Upcom cũng tương tự đều giữ được cái sắc xanh anh chị nhé. Và các cái cổ phiếu, số cổ phiếu tăng thì nó cũng nhỉnh hơn các cổ phiếu giảm, đúng không ạ? Và đặc biệt thì anh chị thấy ngày hôm nay VN30 đó tăng tương đối mạnh, tăng tới 12,56 điểm mà VN Index thì chỉ tăng có 9,66 điểm thôi, đúng không? Cũng như là chúng ta có tới 25 cổ phiếu tăng điểm ở trong nhóm VN30. Đó, nó chứng tỏ cho một cái điều là ngày hôm nay thị trường chúng ta nó có những cái lực kéo đến từ nhóm VN30. Đặc biệt là nhóm ngân hàng anh chị nhé. Đó, và cái dòng tiền ngày hôm nay thì cũng tập trung vào nhóm ngân hàng khá là nhiều. Đó, thì về điểm số và độ rộng thị trường thì phiên ngày hôm nay em nghĩ là vẫn là một cái phiên mà mang tính tích cực. Đó, vẫn là một phiên mà mang tính tích cực anh chị nhé. Hôm nay chị thấy là các cổ phiếu tác động mạnh tới thị trường. Chúng ta thấy ngay có BID, có Vietcombank, VPBank này, Techcom, EIB, CTG, MBB vân vân, rất nhiều cổ phiếu ngân hàng đúng không? Ngoài ra chúng ta có MWG này, FPT này, đó là những cổ phiếu mà nhóm ngành khác thôi, còn lại thì rất là nhiều nhóm ngân hàng. Ở chiều ngược lại, chiều giảm thì ngày hôm nay chúng ta có Vinhome, có Hòa Phát, LGC, PGV này, DG đất xanh trong nhóm bất động sản và nhóm thép này, đúng không ạ? Đó, thì một số cũng là nhóm ngành thuộc cái gọi là nhóm ngành có nhiều cái cổ phiếu mid cap ấy. Đó, thì ngày hôm nay chúng ta thấy có cái áp lực giảm điểm cũng như là có xuất hiện cái áp lực bán. Đó, thì lát nữa chúng ta sẽ cùng phân tích xem là liệu cái dòng tiền nó có thoát ra không anh chị nhé. Đó, thì đấy là về thị trường cũng như là các cái cổ phiếu mà tác động mạnh tới thị trường. Thanh khoản chúng ta ngày hôm nay thì đạt được 19.424 tỷ. Khối lượng giao dịch đạt được 964 triệu 662 nghìn cổ phiếu giao dịch trong phiên ngày hôm nay. Thì thanh khoản phiên giao dịch ngày hôm nay thì cao hơn phiên ngày thứ hai, phiên ngày hôm qua anh chị nhé, cao hơn. Tuy nhiên thì ở mức trung bình thôi, trung bình so với những cái phiên gần đây thôi. Đó. Thì với mức thanh khoản này thì em nghĩ là nó cũng chưa có gì đột biến. Nó vẫn là một cái thanh khoản ở mức mà trung bình, đúng không? Nó chưa nói lên được nhiều điều. Đó. Đặc biệt thì anh chị thấy ngày hôm nay thì chúng ta mở phiên có những cái đà tăng tương đối là mạnh. Đấy, cho nên là em nghĩ cái dòng tiền ở ngày hôm nay của nhà đầu tư cá nhân nó cũng bị hấp dẫn vào thị trường một cái lượng cũng khá khá. Cho nên là chúng ta thấy là cái thanh khoản nó cũng nhỉnh hơn ngày hôm qua, đúng không? Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng điểm qua một chút về giao dịch của tổ chức cũng như là cá nhân anh chị nhé. Đây, không biết là mọi người có nhìn được không? Rồi, đến với giao dịch của tổ chức cũng như cá nhân thì
ngày hôm nay khối ngoại tiếp tục bán dòng 376 tỷ anh chị nhá. Đó, và nếu chỉ tính riêng giao dịch khớp lệnh thì ngày hôm nay tổ chức trong nước mua dòng 273 tỷ. Đó, cá nhân mua dòng tới 592 tỷ và tự doanh này bán dòng 341 tỷ. Nhà đầu tư nước ngoài thì cũng bán dòng tới 524 tỷ. Đó, thì tức là ngày hôm nay khối tổ chức của chúng ta nhé chị nhá. Khối tổ chức bán dòng tương đối nhiều. Và cá nhân thì hầu như hôm nay lại quay lại cân thị trường, đúng không? Cá nhân mấy phiên ngày hôm nay thì vẫn cân thị trường. Đó, thì nhìn chung đây không phải là một cái tín hiệu tích cực, đúng không? Nhìn chung đây không phải là một tín hiệu tích cực cho thị trường của chúng ta. Đó, cái diễn biến mà tổ chức bán, cá nhân mua thì bao giờ nó cũng là những cái mang cái thiên hướng tiêu cực nhiều hơn. Đó, và anh chị thấy là với khối ngoại thì đã bán dòng tới 6 phiên rồi nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 này, 6 phiên. Và cái lượng bán thì cũng đều khá là lớn đấy. Đó, thì đây là một cái điểm trừ của thị trường chúng ta ở giai đoạn hiện tại. Tự doanh ngày hôm nay cũng tương tự này, bán dòng 3 phiên này. Mua đâu đó 5 phiên trước, khối lượng cũng khá khá. Đó, nhưng mà quay lại bán dòng 3 phiên rồi, cái khối lượng cũng không hề nhỏ. Đó, thì em nghĩ đây là một cái điểm trừ anh chị nhá, đây là một cái điểm trừ của thị trường chúng ta thôi. Còn lại thì các cái yếu tố khác em nghĩ là vẫn khá là bình thường, khá là tích cực. Đó, thì tổng kết lại phiên giao dịch ngày hôm nay thì em nghĩ là vẫn là một phiên giao dịch nó mang cái thiên hướng tích cực cho thị trường. Đó, chúng ta chỉ có cái điểm trừ nho nhỏ là về cái giao dịch của khối ngoại, khối tổ chức thôi. Đó, còn lại các yếu tố khác thì em nghĩ là vẫn khá là tích cực anh chị nhá. Đó, nhưng mà cái vấn đề mà ngày hôm nay chúng ta nói ở đây, ta chia sẻ ở đây là về cái việc dòng tiền ngày hôm nay tập trung vào nhóm ngân hàng, nó kéo cho nhóm ngân hàng tăng điểm khá là nhiều. Đó, thì các cái nhóm ngành khác như là bất động sản, như là thép, đúng không, thì nó lại có cái sự chững lại. Đấy, có sự chững lại, có cái nhịp rung lắc điều chỉnh. Thì chúng ta sẽ cùng xem là liệu cái dòng tiền nó đã thoát ra khỏi các nhóm ngành này chưa, đúng không? Đây anh chị thấy không ạ, ngày hôm nay ngân hàng đã kéo tới 6,3 điểm này. Đấy, kim loại giảm điểm này. Kim loại và nhóm bất động sản là cuối phiên còn được kéo lên một chút đấy, đúng không? Cuối phiên còn được kéo lên một chút, cuối phiên và ATC. Còn trong phiên thì chúng ta thấy là những cái áp lực rung lắc, cái áp lực giảm là cũng có nhá, cũng có, đúng không? Ví dụ như là anh chị có thể thấy chúng ta có trong nhóm bất động sản trước đi. Bất động sản chúng ta có đất xanh đây, đúng không? Thì ngày hôm nay là cái áp lực bán đây cũng có, đúng không? Cũng có, chỉ hưng phấn được một thời điểm đầu buổi sáng thôi, sau đó là bắt đầu có sự chững lại này. Đấy, và cũng có cái nhịp giảm điểm ngày hôm nay. Nhưng mà kết phiên thì nó được kéo lên một chút thì chỉ giảm đâu đó khoảng tầm 0,99% thôi. Đấy, nhưng mà anh chị thấy là thực ra cái khối lượng của đất xanh ngày hôm nay nó cũng không phải quá lớn đâu. Đấy, cái khối lượng của nhóm đất của đất xanh này hôm nay cái áp lực bán ấy, những cái thời điểm mà giảm điểm mạnh ấy, thì anh chị thấy tốc độ khớp lệnh nó cũng không lớn. Đó, nó cũng không quá lớn đâu. Đấy, đất xanh này, rồi chúng ta có DIG đúng không? Đó, khối lượng cũng khá thấp nhá. PDR này. Đó, PR thì khối lượng nó vẫn cao hơn trung bình 20 phiên, nhưng mà anh chị hình dung là PR ngày hôm nay này có những thời điểm nó tăng khá tốt trong đầu phiên buổi sáng, nó dướn lên quanh những vùng đỉnh cũ luôn, thậm chí vượt luôn vùng đỉnh cũ. Đấy, cho nên cái khối lượng nó vượt 20 phiên này này thì nó cũng bao gồm cái khối lượng mà các nhà đầu tư tham gia mua vào nữa. Đấy, còn ở những thời điểm giảm chúng ta để ý, đúng không ạ, những thời điểm giảm đây khối lượng thì nó cũng không phải quá lớn, đúng không, khối lượng này rất thấp này. Đó, có cây này thì nó lớn hơn chút nhưng mà nó lại có cái dấu hiệu rút chân đây. Đấy, rút chân đây thì nó không phải là chỉ mỗi cái lực bán. Đấy, cho nên chúng ta cũng thấy cái khung quanh khung 1 giờ này là cái lực cầu cũng có, đúng không, lực cầu cũng có vào khá là tốt với PDR. Đó, rồi như HDC. Đó, HDC này khối lượng rất thấp nhá, đúng không. Rồi Novaland xem sao, đúng không? Novaland ngày hôm nay kết phiên còn tăng điểm cơ thì nó kéo ở trong ATC nữa, đúng không? Thì Novaland anh nghĩ là vẫn ổn thôi, Novaland vẫn ổn, anh chị nào có hàng thì vẫn cầm được thôi. Đấy, nhưng mà cái khối lượng giao dịch, cái dòng tiền nó ngày nay không nhiều,
cái áp lực bán, cái dòng tiền nó thoát ra không nhiều. Nhưng mà với cái nhóm bất động sản ấy, thì anh chị thấy không, hầu hết là cũng đều mở khách sạn tương tự như VN-Index. Đấy, đều mở khách sạn kéo xuống tương tự như VN-Index. Đó, bởi vì là trong một cái nhịp vừa rồi ấy, thì nó tăng khá là mạnh rồi. Cho nên là cái việc chững lại và rung lắc điều chỉnh của nhóm bất động sản này, nó là em nghĩ là một cái điều hoàn toàn bình thường thôi. Và đây là một cái điều cần thiết cho thị trường, cần thiết cho nhóm bất động sản. Và nó là một cái vận động mang tính tích cực cho nhóm bất động sản để có thể là kỳ vọng một cái nhịp tăng tiếp theo, đúng không? Chúng ta thấy rõ ràng một cái nhịp tăng rất là mạnh rồi, thì để mà đi tiếp được ấy, thì một là nó phải tích lũy, đúng không? Không thì nó phải có nhịp rung lắc, mà hiện tại nó đang tăng khá mạnh trong ngắn hạn thì nó sẽ bị mất cân bằng. Đấy, cho nên là trong những cái thời gian tới thì em nghĩ là để mà nhóm này nó tăng mạnh thì chắc là sẽ hơi khó, mà nó sẽ cần thêm thời gian để một là tích lũy ở đây, đúng không? Đi ngang đây, sau đó bắt đầu là có tín hiệu công phá những vùng trên này. Đó, hoặc là nó phải có nhịp test xuống dưới này, rũ bỏ xuống dưới những vùng bên dưới này. Đúng không? Thì sẽ ok. Đó, thì em nghĩ là sẽ ok. Đấy, sau đó tiếp tục đi lên. Thì đây là hai cái kịch bản em nghĩ là nó cái xác suất xảy ra tương đối cao với nhóm bất động sản, đúng không? Thì chúng ta sẽ với nhóm này chúng ta sẽ quan sát xem là nó đi theo kịch bản nào thôi, đúng không? Ví dụ tích lũy tốt mà nó bắt đầu vượt được những vùng kháng cự này thì ra cũng có thể tham gia với cái việc mà mua khi mà nó break vượt vùng kháng cự, đúng không? Hoặc không thì nó chỉnh vào những vùng bên dưới này thì chúng ta sẽ kết hợp thêm cái volume nữa, khối lượng nữa thì chúng ta cũng sẽ tìm kiếm được những cái điểm mua. Cho nên em nghĩ là với nhóm bất động sản thì nó là những áp lực chỉnh trong ngắn hạn thôi, còn dòng tiền thì em nghĩ nó chưa thoát ra đâu, chưa thoát ra nhiều. Đó, rồi nhóm thép cũng tương tự anh chị nhé, này Hòa Phát này, đúng không? Cũng có những thời điểm hưng phấn lên, khối lượng đâu đó ngày hôm nay thì chỉ tương đương với trung bình 20 phiên thôi, đúng không? Thì nó không lớn. Đó, với cái việc này cũng tương tự này, tăng rất là mạnh từ dưới này lên, thì cái việc mà mở khách sạn nó bị mất cân bằng, những cái nhịp rung lắc điều chỉnh xuống thì em nghĩ là hoàn toàn bình thường thôi, đúng không? Là những cái mà hoàn toàn bình thường. Rồi Hoa Sen đó tương tự cũng mở khách sạn này, cũng những nhịp tăng tương đối mạnh này, đúng không? Khối lượng ngày hôm nay nhỉnh hơn trung bình 20 phiên một chút thôi, nhưng mà nó bao gồm cả lực mua cả lực bán đấy, cho nên là chúng ta thấy cái dòng tiền nó thoát ra không nhiều với các cái cổ phiếu trong nhóm này đó, trong nhóm tiêu biểu như là trong nhóm bất động sản và nhóm thép này, đúng không? Nam Kim này, VGS này, đây là những cổ phiếu mà vốn hóa lớn nhất của nhóm thép rồi, đúng không? Bốn cổ phiếu này. Đấy, VGS hôm nay vốn rất thấp, đúng không? Cũng đang mở tín hiệu có những tín hiệu mở khách sạn. Thì trong những phiên tới em nghĩ là những cái việc mà những nhóm ngành này nó tích lũy ấy, đấy, có thể là chúng ta gọi là thay máu dòng tiền đi, đúng không? Thì em nghĩ là hoàn toàn là một điều bình thường và nó mang tính tích cực cho các cái nhóm ngành này. Đấy, cho nên là anh chị mình không cần phải quá lo lắng với những nhóm ngành này đâu. Anh chị nào mà đang có hàng rồi ấy, thì mọi người cứ yên tâm nắm giữ, đúng không? Hoặc là anh chị nào chưa có hàng thì canh những nhịp chỉnh để chúng ta tham gia thôi. Bởi vì là em thấy trên những buổi live stream ấy, cũng như trong những room Zalo thì cũng khá nhiều anh chị đang lo lắng về những cái nhóm ngành này, đúng không? Đang lo lắng về những nhóm ngành này. Đó, thì chúng ta chia sẻ để anh chị mình có thêm những góc nhìn. Đó, anh chị nào mà muốn lướt lát ngắn hạn thì những nhịp mà nó tăng hưng phấn lên thì bán bớt xong chỉnh mua lại thì cũng được thôi. Thế còn nếu anh chị nào không muốn lướt lát thì em nghĩ là vẫn ngồi im được và vẫn cầm tiếp được anh chị nhé. Chưa cần phải quá lo lắng với những nhóm ngành này đâu. Đó, chúng ta chưa có những dấu hiệu nào mà dòng tiền nó thoát ra khỏi nhóm ngành này. Đấy, cho nên là anh chị cứ bình tĩnh, chúng ta có hàng chúng ta cứ tiếp tục nắm giữ nhé. Đó, không cần phải quá lo lắng. Đó, thì đấy là chúng ta chia sẻ một chút về cái phiên giao dịch ngày hôm nay, khi mà thị trường ta kéo nhóm ngân hàng và nó có sự chững lại của những cái nhóm ngành midcap, đúng không? Và những cái nhóm ngành mà nó đã tăng khá tốt ở trong giai đoạn vừa rồi. Đó, thì có thể là nó cũng có những cái áp lực chốt lời ngắn hạn để nó thay máu dòng tiền thôi anh chị nhá. Đó, còn chúng ta sẽ điểm qua một chút về thị trường nữa. Đó, thị trường ta thì như đã chia sẻ với anh chị rồi, đúng không? Chúng ta chưa có nhiều thay đổi về góc nhìn với thị trường nhá. Vẫn là những tín hiệu tạm thời đã xác nhận phá trên giảm. Đó, nhưng mà nó sẽ quay sang một cái giai đoạn mới là tích lũy. Đó, quay sang một giai đoạn mới một cái giai đoạn là tích lũy và hấp thụ những cái lực cung tiết ra đây để có thể là chờ đợi một cái xu hướng mới. Đúng không? Thì xu hướng mới này chúng ta sẽ cần đợi tín hiệu xác nhận, có thể đi lên hoặc đi xuống, đúng không? Đấy, cái này thì chúng ta sẽ cần phải đợi tín hiệu xác nhận thôi. Đấy, sau khi mà nó tích lũy được đủ thì bắt đầu nó sẽ có tín hiệu là break lên hoặc là giảm xuống,
đúng không, giảm xuống mất những cái vùng hỗ trợ, mất những vùng cân bằng đó, thì lúc đấy chúng ta sẽ xác định cái chiến lược của chúng ta. Còn thời điểm hiện tại thì em nghĩ là nó sẽ cần phải tích lũy thêm. Giai đoạn này mà chúng ta muốn nó đi lên theo 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 những cái nhịp mà tăng sốc, tăng hình chữ V thì em nghĩ là hơi khó anh chị nhá, đấy, hơi khó đó. Bên trên nó cũng còn rất nhiều cái kháng cự mạnh nữa đấy, cho nên là giai đoạn này em nghĩ nó sẽ là cái giai đoạn mà tích lũy ở đây đấy. Và với cái việc mà nó đang phá được trên giảm, nó đang tích lũy trên những vùng cân bằng ở trong khung daily và cũng giữ được những vùng hỗ trợ rất là quan trọng ở trong khung tuần là vùng 1085, đúng không, cái vùng mà chúng ta đã chia sẻ với nhau khá nhiều rồi, thì em nghĩ là cái cơ hội mà VN-Index chúng ta nó tích lũy và có thể đi lên đó, trước mắt sẽ là chạm vùng 1137 đến vùng 1140 là tương đối cao anh chị nhé, là tương đối cao. Sau đó thì nó sẽ phải có những nhịp chứng lại thôi, đúng không, nó gọi là những giai đoạn tích lũy đấy đó, tích lũy gom hàng kiểu vậy anh chị nhé. Đấy, cho nên là về thị trường em nghĩ là chúng ta cũng chưa cần phải quá lo lắng đó, chúng ta sẽ vẫn view là nó sẽ còn lên nữa anh chị nhé, nó sẽ còn lên nữa đó. Nhưng mà trong những phiên tới thì anh chị mình cần phải lưu ý là chúng ta ngày mai rạng sáng ngày mai thì chúng ta sẽ có những cái tín hiệu có những cái thông tin về CPI của Mỹ này đấy, thì có thể nó sẽ tác động ngắn hạn ở trong thị trường, đúng không, có thể nó sẽ có những tác động ngắn hạn trong tới thị trường chúng ta đấy. Rồi ngày thứ năm cũng sẽ là phiên đáo hạn phái sinh đấy, thì có thể nó cũng sẽ có những biến động khá là mạnh đấy. Và những biến động này thì em nghĩ là nếu như mà có những nhịp mà biến động mạnh nhúng xuống những vùng bên dưới này này, đúng không, 1085 1090, như những cái vùng hỗ trợ mà chúng ta đã chia sẻ đấy, 1085 1090, thì nó vẫn là một cái vùng em nghĩ là hoàn toàn anh chị mình có thể tham gia được anh chị nhé, anh chị mình hoàn toàn có thể tham gia được. Thay vì những cái phiên mà nó tăng điểm nó hưng phấn ấy, đúng không, mà chúng ta cứ đu vào, thì em nghĩ là chúng ta vẫn nên chờ đợi những cái nhịp rung lắc của thị trường, đúng không, khi mà nó đang có tín hiệu mở khách sạn kéo giá về quanh vùng 1085 1090 này và quanh vùng 1072 đó, cộng với những cái sự kiện sắp tới thì em nghĩ là nó cũng hoàn toàn có khả năng nó sẽ có những nhịp mà rung lắc nhúng xuống đó, thì anh chị mình cứ canh những nhịp rung lắc nhúng xuống để chúng ta có thể tham gia nhé, để chúng ta có thể tham gia, đúng không. Thì những cái nhóm ngành mà nó tăng mạnh trong giai đoạn vừa rồi nó đang có sự chững lại, đang có sự rung lắc, thì anh chị mình cứ canh những nhóm ngành đấy thôi, đúng không. Bất động sản, thép vẫn là những cái nhóm ngành mà em nghĩ là anh chị mình có thể tập trung được, nhưng mà cần phải đợi những cái tín hiệu rung lắc, những cái tín hiệu điều chỉnh đấy. Còn nếu không thì nó sẽ còn phải tích lũy thêm khá là lâu đấy, đâu đó khoảng tầm 6-7 phiên nữa cơ đó, 6-7 phiên nữa anh chị nhá. Thì đấy là về cái góc nhìn về thị trường, em nghĩ là vẫn tương đối là ok, không có vấn đề gì hết anh chị nhá, không có vấn đề hết. Anh chị mình mà đang cầm cổ phiếu rồi thì chúng ta cứ tiếp tục nắm giữ thôi, đúng không, tiếp tục nắm giữ đó, và quan sát những cái nhịp rung lắc để tìm kiếm điểm mua thôi. Hiện tại thì trong room của em thì vẫn đang cầm hàng thôi, đúng không? Những cái phiên trước mua rồi thì hiện tại vẫn đang cầm hàng thôi. Đấy, ví dụ ngày hôm nay này, phiên qua thị trường có một phiên test cung khá tốt, tuy nhiên hiện tại trong khung daily đang có tín hiệu hút giá và điều chỉnh về quanh 1090 cộng trừ và 1072 cộng trừ, nên tuần này khả năng sẽ vẫn có rung lắc đi ngang. Nếu tiếp tục giữ được 1085 1090 thì tuần sau cái cơ hội đi lên sẽ lớn hơn. Đó, nên kế hoạch vẫn sẽ là rung lắc, điều chỉnh và mua thêm nếu như mà chúng ta chưa đủ hàng. Cái vùng mà 1070 sẽ là vùng rủi ro của thị trường, nếu đóng nến mất vùng này thì chúng ta sẽ thoát hàng. Đó, còn hiện tại thì về trong nhóm của em thì hàng thì về cơ bản cũng đều gần như là đủ hết rồi, còn lại nhóm chứng khoán thôi. Nhóm chứng khoán thì hôm trước mới chia sẻ mọi người là mua lấy vị thế trước 30% với SHS quanh vùng 17.5, đúng không, 17.5 cộng trừ, rồi 30% MBS quanh vùng 20.6 cộng trừ đó, mua trước 30% thôi, còn thì sẽ vẫn đang tìm điểm gia tăng nốt nhóm ngành này hoặc là một vài cổ phiếu mạnh đó, thì lát nữa em sẽ chia sẻ thêm cho anh chị mình một vài cổ phiếu mà em đang quan tâm đến đấy. Đây, anh chị mình cần hỗ trợ thêm danh mục thì nhắn tin cho em An này, các điểm mua bán sẽ cập nhật cụ thể trong room này đó. Đó anh chị nhá, thì đấy là trong room khách hàng của em. Cơ bản thì sau những nhịp mua giai đoạn vừa rồi thì em vẫn cầm thôi. Em thì
thì những cái nhịp mà nó dao động quá ngắn thì em ít khi giao dịch lắm, em ít khi giao dịch lắm, nó quá ngắn như vậy thì nhiều khi là cái biên độ nó không được bao nhiêu, mà chúng ta giao dịch quá nhiều thì cũng sẽ rất là dễ dẫn đến những cái sai lầm ở trong giao dịch đó, cũng như là nó cũng sẽ tương đối là tốn phí của anh chị, đúng không, tương đối là tốn phí của anh chị, cho nên là những cái mà nhịp mà nó biến động quá ngắn thì thường là em sẽ không giao dịch đâu đó, thường là em sẽ không giao dịch anh chị nhé. Mua xong giai đoạn vừa rồi mua xong rồi thì vẫn cầm thôi, đúng không, thì vẫn cầm thôi, ví dụ như FCN mua quanh 13.1 13.3 này, IGC cũng quanh quanh tầm đấy, đúng không? Hoa Sen thì ở quanh vùng 20 20.5 20.6 đó, rồi VGS Hòa Phát cũng mua 30% đấy, đúng không ạ, rồi một vài cổ phiếu khác nữa thì em vẫn cầm thôi anh chị nhé, cũng chưa mua bán gì, không không muốn giao dịch nó quá ngắn, cái biên độ nó quá ngắn. Rồi ok, thì đấy là về thị trường anh chị nhá. Chúng ta tổng kết lại một chút là cái view của thị trường ta thì sẽ vẫn là view đi lên. Nhưng mà trong những thời gian tới nó sẽ em nghĩ là nó sẽ vẫn còn cái tín hiệu rung lắc. Đó, nó sẽ vẫn còn tín hiệu rung lắc anh chị nhá. Khi mà tín hiệu mở cái chạm đây vẫn có này. Đấy. Cho nên chúng ta sẽ canh những nhịp mà rung lắc, nếu mà chưa đủ hàng thì chúng ta sẽ mua gia tăng nhá. Đấy, chúng ta sẽ mua gia tăng. Đó thì đấy là về cái quan điểm về thị trường. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với ba cái cổ phiếu mà em đang thấy là nó khỏe hơn thị trường, nó khỏe hơn thị trường. Anh chị nhá, nó khỏe hơn thị trường thì anh chị mình có thể quan tâm trong những nhịp rung lắc tới. Đó. Ok, trước khi mà đi vào top 3 cổ phiếu thì anh chị mình đang xem video, mọi người nếu anh chị nào chưa like, chưa thả tim thì mọi người nhớ giúp em A một like cũng như là những quả tim màu tím ở dưới phần bình luận. Đó, đặc biệt là nếu như anh chị mà chưa qua đồng hành thì mọi người có thể liên hệ với em An nhé. Qua cái số điện thoại trên màn hình đó thì em An sẽ hỗ trợ và đồng hành cùng với anh chị. Anh chị chỉ cần có một tài khoản ở VPS với ID Q341 và có phát sinh giao dịch thì em An sẽ đồng hành và hỗ trợ anh chị trong cái quá trình đầu tư của mọi người. Đó, nếu anh chị nào mà chưa tiện mở tài khoản, chưa tiện chuyển ID thì anh chị có thể tham gia với cái hình thức thu phí anh chị nhé, với một cái mức phí em nghĩ là rất là nhẹ nhàng thôi. Đó, và hiện tại thì câu lạc bộ ITP cũng đang triển khai cái dịch vụ ủy thác đầu tư. Anh chị nào mà chưa có nhiều thời gian đầu tư hoặc đầu tư chưa hiệu quả thì anh chị có thể liên hệ với em An nhé, để em An sẽ gửi cho mọi người những cái điều khoản, những cái hợp đồng để chúng ta có thể hợp tác cùng với nhau. Đó. Rồi ok, chúng ta sẽ đến với top 3 cổ phiếu nhé. Cổ phiếu đầu tiên thì em nghĩ là trong nhóm bất động sản đoạn này thì em vẫn đang chờ đợi cái cổ phiếu PDR. Đó, nó đang là một cổ phiếu mà cho thấy cái sức mạnh nó rất là tốt, đúng không? So với đa số cổ phiếu trong nhóm bất động sản thì đây là cổ phiếu mà nó vẫn giữ được những cái vùng hỗ trợ rất là mạnh. Có rất nhiều cổ phiếu đã gãy qua những vùng hỗ trợ mạnh này rồi, xuống dưới rồi, đúng không? Xong bắt đầu hồi lên và bây giờ nó cũng loanh quanh cái vùng kháng cự này thôi. Nhưng mà PDR thì nó vẫn giữ được này. Sau đấy nó có nhịp hồi rất là tốt. Đó, thì cá nhân em vẫn đang chờ đợi PDR. Đó, thì anh chị mình nếu như mà chưa có cổ phiếu nhóm bất động sản nhé, thì anh chị có thể canh quanh cái vùng giá 25. Đó là anh chị mình có thể tham gia được rồi. 24.5 đến 25, 24.5 đến vùng 25 là cái vùng mà anh chị có thể tham gia được với PDR rất là đẹp anh chị nhé. Nó cũng đã phá trên giảm rồi, đúng không? Đó thì khi mà chúng ta kỳ vọng thị trường nó quay trở lại và nó bật tăng trở lại, đúng không, có những nhịp tăng mới, thì với những cổ phiếu mà hiện tại nó thị trường còn đang rung lắc, còn đang tích lũy mà nó đã tiếp cận những vùng đỉnh rồi ấy, thì sau này khi mà thị trường nó quay lại thì nó sẽ là những cổ phiếu mà tăng rất là mạnh mẽ, thậm chí là vượt đỉnh trước thị trường rất là nhiều đó anh chị nhé. Thì đấy là cổ phiếu đầu tiên PDR đó, trong nhóm bất động sản, một cổ phiếu mà rất là đáng để anh chị mình chú ý nhá. Tiếp theo cổ phiếu thứ hai là GEX. GEX hiện tại em cũng đang thấy rất là ok nhá. Những phiên vừa rồi dòng tiền vào cũng rất là tốt này. Mặc dù nó mới vượt cái vùng kháng cự này thôi, nhưng mà nó chưa được quá thoáng, nó chưa được thoáng, và em nghĩ nó tích lũy cũng cũng chưa đủ. Đấy, cho nên là hiện tại em mới đưa vào cái danh sách theo dõi thôi. Đó, thì với GEX em nghĩ là anh chị mình trong những phiên tới nhá, nếu như anh chị chưa có hàng ấy, thì anh chị cứ canh những vùng 21.5. Anh chị mở mua trước cho em 30% đi nhá. 21.5 cộng trừ, anh chị mở mua trước cho em 30% đã. Đó, dòng tiền những phiên trước vào được tương đối tốt này. Xác nhận vượt kháng cự này, có 3 phiên nằm trên vùng này rồi. Đấy, cái mà chúng ta chờ đợi của GEX bây giờ ấy, là tích lũy thêm ở đây để cái đường TK Kizu này này nó rời lên những vùng trên này. Đấy, nó tiến gần đến những cái đường giá ở đây. Đó, nó sẽ hỗ trợ cho cái sự bật tăng của đường giá rất là tốt, đúng không? Đó, với cái việc mà hai đường này nó xa đường giá thì
cái lực bật tăng nó sẽ yếu hơn. Đấy, khi nó tiến lại gần ấy, thì nó sẽ hỗ trợ cho cái việc tăng giá của cái cổ phiếu này rất là tốt. Đấy, cho nên trước mắt thì em nghĩ anh chị mình mua thăm dò đã. Sau đó nó tích lũy đủ khi đường TK đi run nó giờ lên vùng trên này này. Hoặc là nếu mà gạch nó có nhịp chỉnh xuống những vùng đâu đó quanh vùng 20.5 21. Đó, thì cũng là những vùng mà anh chị mình có thể mua gia tăng luôn được. Đấy, thì có hai cái điểm để anh chị mình có thể là chờ mua gia tăng với gạch anh chị nhá. Đó. Gạch thì em nghĩ là một cổ phiếu này khả năng cái kết quả kinh doanh quý 4 của nó sẽ rất là tốt đấy. Nó cũng đang có những cái thông tin anh chị nhá. Thì nó sẽ bổ sung cho cái việc tăng giá của gạch. Đó, thì anh chị mình có thể là quan tâm tới gạch này. Cổ phiếu tiếp theo trong nhóm chứng khoán thì thực ra em để mà khỏe thì VIX và SHS là hai cổ phiếu tương đối khỏe, nhưng mà VIX thì em nghĩ chúng ta sẽ cần phải đợi lâu hơn. Đấy, còn SHS thì trong những phiên vừa rồi cái dòng tiền tham gia cũng tương đối tốt, nó cũng đã phá những trên giảm này, vượt những vùng cân bằng này, đang có 4 phiên tích lũy ở đây rồi. Đấy, thì em nghĩ là nó đang là một cái trạng thái khá tốt với SHS, đúng không? Nhưng mà cũng tương tự như gạch này, đường TK Kizu nó cũng đang hơi xa, thì chúng ta cũng sẽ cần phải có những nhịp tích lũy thêm để cho cái đường TK Kizu này nó rời lên, nó sát với đường giá hơn để nó hỗ trợ cái đà tăng của cổ phiếu anh chị nhá. Thì với SHS thì em nghĩ là anh chị mình có thể tham gia quanh vùng 16.5 đến vùng 17 nhá. 16.5 đến vùng 17 là anh chị mình có thể tham gia tương đối là ok. Tương đối là ok với SHS bởi vì nó có những vùng hỗ trợ rất là mạnh ở đây rồi. Đó. Thì đây là cổ phiếu em nghĩ là em vẫn đánh giá cùng với VIX là hai cổ phiếu mà em đánh giá rất là cao trong nhóm chứng khoán anh chị nhá. Đó. Thì đấy là top 3 cổ phiếu mà nó rất là khỏe trong giai đoạn hiện tại cũng như là trong các cái giai đoạn tới anh chị nhá. Nhóm bất động sản chúng ta có PDR, nhóm chứng khoán của SHS và GEC ở trong nhóm thiết bị điện. Đấy là ba cổ phiếu mà anh chị mình không nên bỏ lỡ trong những cái thời gian tới. Để xem là nó đi theo cái chiều hướng nào ấy, thì chúng ta cũng sẽ có những cái chiến lược, có những điểm mua với những cái cổ phiếu này nhá. Đó, nếu như anh chị mình chưa biết mua cổ phiếu nào, đúng không? Chưa biết đánh theo chiến lược nào, chưa biết thời điểm nào mua và đi vốn như nào, thì anh chị mình hãy nhớ về video của em An. Đó, về video của em An thật sớm nhá. Đó, em nghĩ là những cái cơ hội để chúng ta mua nó cũng sẽ đến rất là gần rồi. Đó, đến rất là gần rồi. Thì anh chị mình hãy nhớ về video của em An thật sớm. Mọi người có thể liên hệ với em An qua số điện thoại trên màn hình anh chị nhé. Đó, thì em An sẽ hỗ trợ và đồng hành cùng anh chị. Anh chị chỉ cần có một tài khoản là VPS với ID Q341 và có phát sinh giao dịch thôi, thì em An sẽ đồng hành và hỗ trợ anh chị mình nhé. Rồi ok, thì chắc là em sẽ xin phép kết thúc video ở đây. Đó, anh chị mình đang xem video, nếu như chưa like, chưa thả tim thì mọi người hãy nhớ giúp em An một lượt like cũng như là những quả tim ở dưới phần bình luận anh chị nhé. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.